Hồi nãy giờ các vị có nghe gì không? Alo, các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu? Wow, có nghĩa là nãy giờ tôi không nói gì hết. Có nghĩa là quý vị, wow, rồi ok. Trong cái chương hôm nay chúng ta học về cái phẩm tâm thăng bằng á, phẩm tâm thăng bằng, thì ở đoạn 1 á, ở đoạn 1 á là Đức Phật nói về cái đặc điểm của người vị, một cái người hiền, một cái bậc chân nhân. Thì cái đặc điểm của bậc chân nhân nhiều lắm, nhiều lắm, có nhiều cái dấu chỉ cho thấy đó là một người hiền. Ví dụ như người đó có tấm lòng hào sảng, có tấm lòng bao dung, có khả năng kham nhẫn chịu đựng, người đó có cái tầm nhìn xa rộng, người đó biết phân biệt phải quấy, biết chuyện, biết sống, biết điều, đó là những dấu chỉ của một chân nhân. Tuy nhiên ở trong trường hợp này thì ngài đặc biệt lưu ý đến một cái đặc dấu hiệu, một cái đặc điểm của cái người hiền, cái người, cái bậc hiền nhân, bậc chân nhân, đó là cái khả năng tri ân. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật thì từng dạy rằng là trong Tăng Chi phần ba pháp, ngài dạy rằng cái sự ra đời của chư Phật đó là hiếm hoi, cái sự có mặt của cái người thuyết giảng chánh pháp là hiếm hoi, khó thấy, khó gặp, và cái sự có mặt của cái người biết tri ân, biết báo ân lại cũng là hiếm hoi. Mình mới nghe qua mình thấy nó hơi kỳ kỳ, mình thấy tại sao mà cái người đó nó hiếm đến mức mà Đức Phật đem là so sánh với chư Phật. Thì khi mà chúng ta có tuổi đời, có va chạm, có cọ sát, có gặp chuyện, thì chúng ta mới thấy cái chuyện đó là đúng, không phải là ngài nói quá đâu. Cái người mà có khả năng tri ân hiếm gặp lắm. Chúng ta là những người biết tu học, hành đạo, học đạo, hiểu đạo, ngay trong cái đạo tràng này nè, chúng ta cứ ngỡ mình là hiền nhân, mình là Phật tử, mình là người lành, thì dĩ nhiên mình phải có tấm lòng tri ân. Nhưng mà thật ra đó, cái khả năng mà vong ơn của mình luôn luôn nó lớn hơn cái khả năng tri ân gấp nhiều lần, thưa quý vị. Chúng ta có rất ít lý do để mà canh cánh đau đáu bên lòng cái ơn nghĩa của ai đó. Chúng ta rất có rất ít lý do và rất có rất ít cái khả năng để mà canh cánh giữ hoài trong tâm khảm tấm lòng của ai đó đối với mình. Nhưng mà chúng ta có tới 1001 lý do để mà phủi tay, để mà vong ơn, để mà bạc tình bạc nghĩa đối với một người. Chúng ta có nhiều lý do lắm. Người ta giúp mình 10 năm, 20 năm, nhưng mà bây giờ chỉ cần mà người ta không còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ chừng đó thôi, chỉ chừng đó cái cớ thôi cũng đủ để chúng ta gọi là hờn giận rồi lãng quên. Mà trong khi đó cái lý do để mà mình ghi nhớ thì nghe ra thì dễ, nhưng mà rất khó, rất là khó, khó lắm. Tôi tốt với quý vị 10 năm, tôi chỉ lãng quên quý vị trong 1 tháng thôi, không liên lạc, không tin tức là xong nha. Thì đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy rằng cái người tri ân rất là khó tìm. Và một trong những dấu chỉ quan trọng của một bậc chân nhân đó chính là lòng tri ơn. Thường mình mang ơn mình dễ nặng lòng lắm, lòng nó mới yên, nó mới được thoải mái. Hồi nãy mà quý vị không có nghe gì hết, tôi còn kể một câu chuyện của mình tôi nghe thôi. Là vào một cái mùa hè kia ở Thụy Sĩ, có một người cha dẫn theo đứa con gái đi trượt tuyết. Mùa đông, cái mùa hè xin lỗi, mùa đông, đi trượt tuyết. Thì trong cái mùa đông đó thì hai cha con mới quen được hai cậu thanh niên. Một cậu thì cứ tìm dịp để mà chăm sóc cái người con gái này, còn một cậu thì cứ luôn luôn là tìm cái dịp để mà nhờ cậy người con gái này giúp đỡ. Thì hết cái mùa trượt tuyết đó, thì cả hai cậu đến ngỏ lời làm quen, kết bạn và muốn đi xa hơn nữa đối với cô gái này. Thì một điều rất là bất ngờ đó là cái cô này cô lại chọn cái anh mà cũng thường xuyên giúp đỡ, chứ cô không có chọn cái anh mà giúp đỡ cô. Thì tôi biết trong đó là nhiều người cũng không đồng ý cái cô này, nhưng mà cái quan trọng của chuyện này nó phải nằm ở cái chuyện cô chọn ai. Mà cái câu chuyện này nó quan trọng ở chỗ là
Cái câu trả lời của con gái này, khi cô giải thích cho người cha nghe, người cha khi có hai cha con nhau, ông hỏi tại sao mà hai cậu đó, một cậu thì lúc nào cũng giúp con, còn cậu cứ tìm gì để nhờ con giúp, mà tại sao con chọn cái cậu mà con giúp chứ không phải là cậu giúp con. Thì người con gái trả lời thế này: khi mà con nhận quá nhiều cái giúp đỡ đó, mỗi lần con gặp cậu đó con có thấy nó nặng nề lắm. Ừ, con thấy con phải có trách nhiệm, con phải có bổn phận này nọ, nhưng mà riêng con gặp cái cậu kia đó thì con thấy con là một người hùng. À, con thấy con là một người hùng, và con có thể ra sao với cậu đó cũng được, con không thấy nặng lòng. Nhưng mà ngược lại, bây giờ cổ là người cậu cậu đó là cái người nhận giúp đỡ của con mà, nhưng mà còn đối với cậu mà giúp đỡ con á, cái người mà con nhận giúp đỡ đó, thì cứ con gặp cậu này con có cảm giác là mình phải thế này, mình phải thế kia con mới được. Ừ. Và từ đó nó trở thành một gánh nặng tâm lý, và từ cái gánh nặng nó chuyển sang cái áp lực tâm lý, và từ cái áp lực tâm lý nó tạo ra cái sự phản cảm. Ừ. À, khi mà gặp mặt nhau. Ừ. Thì đó là một cái, dĩ nhiên đây là một 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 góc nhỏ trong cái cõi nhân tâm mà thôi, không phải ai cũng vậy đâu. Nhưng mà cái đặc biệt mà tôi muốn nói ở đây là lòng người mình thường có khuynh hướng phủi tay, và chưa kể khi mình nhận nhiều quá mình cảm thấy cái tôi mình nó bị tổn thương, thích nhận lắm nhưng mà mình rất là bị, rất dễ bị sốc khi mà người kia có một cái sơ ý, sơ xuất, sơ thất nào đó mà mình có cái cảm giác rằng họ đang nhắc khéo về cái ơn của họ, chỉ một chút đó thôi là mình khó chịu. Cho nên là nói đi nói lại cũng phải nói rằng cái chuyện mà chị cha mẹ thương con biển hồ lai láng, rồi cha và con thương cha mẹ tính tháng đến ngày đó, nó cũng là một cái trường hợp, cũng là một cái câu giải thích cho cái trường hợp này. Người ta thường có khuynh hướng châm bổng về cái tôi của mình hơn, chúng ta e ngại cái cội nguồn của mình, nhưng mà chúng ta lại rất là tâm đắc với tác phẩm của mình, cho nên con của mình lo bao nhiêu cũng được, vì mình tìm thấy ở đó cái phản ảnh của một cái tôi, mình tìm thấy trong đó cái bóng dáng của mình thấy ở đó là tác phẩm của mình thấy nó là cái công trình của mình. À, trong đó nó mang cái dấu ấn của cái tôi nhiều hơn. Còn mình nhìn ngược lại cha mẹ thì mình chỉ là tác phẩm của cha mẹ, mình là công trình của cha mẹ, và cái chuyện mà mình đối xử với cha mẹ đó, ngoài bổn phận ra rất nhiều người xem nó là một thứ gánh nặng. Cho nên đó là một cái góc kính tâm lý mà người ta thích chơi với con nít hơn, người ta cho rằng chơi con nít ít phiền hơn chơi với người già, người lớn tuổi như ông bà cha mẹ. Thực ra trong sâu thẳm nó có một cái gì đó rất là a tì đàm, có nghĩa là khi nó chơi với con nít đó, người ta nghĩ đó là tác phẩm của người ta, là món đồ do người ta nặng ra. Và tôi thích thì tôi thương nó, tôi không thương nó cũng, nó không được quyền trách tôi. Còn đối với cha mẹ đó thì mình có cảm giác là mình phải như vậy nha, mình phải như vậy với cha mẹ, nếu không là cha mẹ buồn, hoặc cha mẹ sẽ trách mình, làng xóm xã hội dư luận thiên hạ sẽ trách mình lập 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 la. Từ cái do đó cho nên nó trở thành một thứ áp lực tâm lý, một thứ gánh nặng tâm lý nha. Cho nên từ đây suy ra thì đa phần chúng sinh có cái khuynh hướng vong ân, và vì vậy cái người tri ân là một cái hạng người rất là khó kiếm ở đời. Tôi nhắc lại một lần nữa trước khi tôi chốt lại câu trước chốt lại câu kinh này, đó là Đức Phật dạy rằng cái người tri ân là người rất là khó tìm. Bởi vì khuynh hướng tâm lý chúng sanh là ít có cái trí nhớ về cái điều lành ở người khác, chúng ta thường chỉ nhớ về cái tốt của mình nhiều hơn là cái tốt người khác. Để nhớ được, để ghi nhận được cái tốt người khác là mình phải có một cái tấm lòng như thế nào đó, không có dễ đâu nha. Còn để nhớ về cái hay, cái tốt của mình thì nó dễ lắm. Bằng cả cái động lực thiện hay bất thiện thì mình cũng được có cái cớ để mình nhớ về cái hay ho, cái ơn nghĩa mà mình ban phát. Nhưng mà để ghi nhớ được cái ơn của người khác thì chúng ta phải là một người có một cái vốn liếng tâm linh rất là sâu dày nha. Bởi vì nó không có liên hệ nhiều lắm đến cái tôi của mình nha. Rồi. Tiếp theo đó là Đức Phật sau khi ngài giảng về cái vấn đề tri ân báo ân ấy, thì chúng ta thấy có một cái đoạn kinh tiếp theo, đó là ngài dạy rằng trên đời này có hai cái người mà mình khó bề mà mình trả được xong cái ơn, đó chính là cha mẹ. Trong đây ngài xác định rằng cho dù một đứa con mà cứ để cha mẹ ngồi trên hai vai của mình đi suốt một đời như vậy, để mặc cho cha mẹ tiểu tiện trên người của mình á, 100 năm đâu có là ít, một kiếp người cũng khá dài, khi mà phải chịu đựng bao nhiêu cái thứ mà khó nhọc đó. Tuy nhiên cái sự khó nhọc đó của người con
cũng không có thể nào mà bù đắp được cái tấm lòng, cái ơn sâu nghĩa nặng mà cha mẹ nó dành cho mình. Là vì sao? Là vì bản thân đứa con, cái tấm lòng của đứa con mà trong lúc cõng nó không có bì được, cái này chắc phải ghi rồi, tấm lòng đứa con mà lúc cõng cha mẹ trên vai đó không có bì được với cái tấm lòng của cha mẹ lúc chăm sóc con cái. Chỉ cái khoảng này thôi, chỉ khoảng này thôi, mặc dù trên hình thức quay phim chụp hình tìm thấy một đứa con mà cõng cha cõng mẹ suốt 100 năm trên vai để mặc cho ông bà tiêu tiểu trên người mình thấy cái hình ảnh nó dễ sợ thiệt. Nhưng mà nó ngồi ngẫm lại đi, vì sao Đức Phật, vì sao Đức Phật lại dạy như vậy? Là bởi vì việc rất là đơn giản, cái tấm lòng của đứa con mà lúc cõng dầu là đại hiếu chí hiếu cũng không có bì được cái tấm lòng từ bi hỷ xả của cha mẹ mà dành cho con cái từ lúc mà biết là nó đã tượng hình, nó phôi thai cho đến khi mà nó chết hoặc mình chết. Trong suốt cái khoảng thời gian đó, tấm lòng trời bể cái cha mẹ đó, thì con cái không thể nào mà bị được hết. Cho nên là ở đây ngày ngày trong cái đoạn kinh này nghe ngắn nhưng mà rất là sâu. Sâu ở chỗ nào? Sau khi ngài xác định rằng để trả ơn cha mẹ thì cái hình thức vật chất ấy không thể nào có thể đáp đền được muôn một. Tuy nhiên chỉ cần hướng dẫn cha mẹ có một cái đời sống tâm linh thì người con coi như đã có thể là đáp đền được. Thì trong chú giải có ghi rõ đó, chú giải có ghi rõ là con cái chỉ có một cách duy nhất để báo hiếu rốt ráo là giúp cha mẹ có được gì ta, bốn cái pháp lành sau đây. Một là gì ta, bốn pháp lành sau đây, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Một là sắp tha là chánh tín, thứ hai là sila là giới hạnh, thứ ba đó là jaga là thí xả, thứ tư là panya là trí tuệ. Thì khi mà đứa con á, đứa con mà giúp cho cha mẹ mà có được bốn cái pháp này nè thì coi như là đã có thể đáp đền được cái ơn đó. Là vì sao? Vì nhờ hành trì bốn cái pháp này thì cha mẹ sẽ có một cái đường luân hồi tốt đẹp, thậm chí có thể chấm dứt luân hồi. Đó, bốn cái pháp này nó sở dĩ mà có thể đáp đền ơn nghĩa cha mẹ một cách rốt ráo triệt để đó là bởi vì chính bốn pháp này nè có thể giúp cho cha mẹ có một đường luân hồi tốt đẹp, thậm chí có thể chấm dứt luân hồi nữa. Thì trong đây mới giải thích thêm là giống như trường hợp tôn giả xá lợi phất. Trong đây có nói rõ giống như trường hợp xá lợi phất 84 tuổi mới trở về gặp mẹ, 20 tuổi đi tu, xin lỗi 40 tuổi đi tu, 40 tuổi đi tu thì bị 84 tuổi mới trở về gặp mẹ nha. Mà trong khi đó là chỉ có một đêm thôi, gặp mẹ rồi lúc rạng sáng khi trước khi mà nhắm mắt viên tịch, ngài thuyết pháp cho mẹ nghe, giúp cho mẹ chứng sơ quả tu đà quần, rồi thì ngài xuôi tay ra đi.
Thì đây là cái cách mà trả ơn mà được xem là rốt ráo nhất, thì cũng chỉ là nói là giúp cho đắc tu đồ quần, mà thật ra nó đó cũng là một cách nói, đó là một cách nói, đây là một cách nói khác của bốn cái pháp mà tôi vừa nói đó. Tôi ngày nó giúp cho mẹ ngài có được bốn cái pháp đó, tôi có nghĩa là chánh tín, tức là đức tin của một vị tu đầu quần. Thứ hai là sila, là giới hạnh của một vị tu đầu quần. Bây giờ các vị nhớ còn nhớ không, bốn cái pháp dự lưu phần, tức bốn cái đặc điểm của vị sơ quả là niềm tin bất thối nơi tam bảo và giới hạnh thanh tịnh triệt để. Có nghĩa là ngài thọ cái giới nào thì ngài có chết cũng không phạm giới đấy. Thí dụ như ngài là cư sĩ, ngài có năm giới, hoặc là bát giới, hoặc là ngài là sa di, hoặc là ngài là tỳ kheo, hoặc là ngài là tỳ kheo ni, thí dụ như vậy, thì thà chết chứ còn không bao giờ ngài phạm vào cái giới mà ngài đã thọ hết nha. Đặc điểm của vị tu đầu quần như vậy thì mình thấy rằng bốn cái dự lưu phần này lại nằm gọn ở trong bốn cái điều mà mình vừa học. Tức là một là đức tin, hai là giới hạnh, ba là thí xả. Đức tin là gì, chánh tín là gì, có nghĩa là niềm tin căn cứ trên cái trí tuệ, nghiệp báo và tâm tướng nha. Có nghĩa là tin rằng á, là làm thiện á, thì được vui, làm ác bị khổ, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Niềm tin đó nó được gọi là chánh tín. Cái niềm tin cái thứ hai đó là sila, là giới hạnh, có nghĩa là ngày hôm qua mình đã giảng rồi và đã nghe cái chỗ này rồi. Người người mà sơ cơ giữ giới để cầu phúc, giữ giới vì người khác, như vì e ngại thị phi, riêng thánh nhân á, thì giữ giới vì đó là bản chất tự nhiên. Có nghĩa là nếu mà mình giữ giới mà kiểu mà để cầu phúc, để tránh tội á, thì mình không có sát sanh, bởi vì mình sợ kiếp sau mình sanh ra mình yếu thọ, mình bệnh hoạn. Mình giữ giới sát sanh để kiếp sau mình được trường thọ, được khỏe mạnh đó. Còn riêng cái bậc thiền trí nói chung và bậc thánh nói riêng á, người ta giữ giới là bởi vì cái lòng người ta đó không có lý do nào để mà người ta cướp đoạt cái mạng sống của người khác, và chẳng những không sát sanh mà người ta tránh luôn cả những cái râu ria, những cái liên quan với giới sát sanh, thí dụ như làm khổ chúng sanh khác. Nó cũng là cái râu ria của giới sát sanh, như cái giới mà cái giới giới hành dâm á, giới hành dâm tức là làm tính giao đó, giao phối nam nữ đó. Giới hành dâm đó, nó có bảy cái điều mà liên quan, gọi là mê thu na sang yoga, có nghĩa là không gần gũi thân xác nhưng thích nhìn ngắm nghe tiếng nói, tơ tưởng, đều là liên quan đến việc tính giao. Khiếp như vậy thì mình không sát sanh cũng vậy, mình không trộm cắp cũng vậy. Mình không trộm cắp đúng là mình không có cướp đoạt hay là lén lút lấy với người ta, nhưng mà có cái lòng ham thích, chú ý lưu tâm đến cái của người khác cũng là không nên nha. Là đại khái như vậy. Thì như vậy giới nó có hai trường hợp, một là cầu phúc tránh tội,
mà giữ giới. Còn trường hợp thứ hai là bởi vì bản chất của mình, cái thiện pháp mình nó không cho phép mình làm cái đó hay hơn. Giống như ngày qua tôi nói, mình bố thí không phải là vì nghĩ đến người ta không, mà mình còn phải nghĩ đến vì bản chất mình là như vậy, mình làm lành không phải là vì đối tượng không, mà nó còn là bởi vì mình là ai, mình cho ra cái món nó không phải người nhận là ai, mà bởi vì mình là ai. À, vì mình là ai cho nên mình bố thí. Các bạn biết, các vị có nghe kịp cái này không? Trường hợp một là mình bố thí, mình trì giới là vì đối tượng kia, còn cái này là vì mình là ai cho nên mình mới không như vậy nha. Rồi cho nên ở đây mới nói là cái ơn mình mà cha mẹ nó chỉ có một cách nha, để mình trả thôi. Đó nghĩa là mình giúp cha mẹ có được cái chánh tín, rồi có được giới hạnh là vậy đó. Rồi tùy sức của mình và tùy cái khả năng của cha mẹ mà mình giúp tới đâu nha. Tùy sức mình và tùy sức cha mẹ. Rồi cái thứ ba là mình giúp cho cha mẹ có khả năng thí xá, có nghĩa là mình nói làm sao, mình thuyết phục, mình giải thích làm sao đó, mình để cho cha mẹ thấy rằng buông ra tốt hơn nắm lại đó. Buông ra nó tốt hơn nắm lại. Chẳng hạn như là trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng, trong một ngôi nhà đang cháy thì cái việc làm duy nhất mà gia chủ cần phải thực hiện đó là nhanh chóng đem ra những thứ giá trị mà mình không muốn mất, đem ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Cũng vậy, trong cái tấm thân này nó sẵn sàng gặp bao nhiêu điều bất trắc, sanh lão bệnh tử tai họa bất tường, bao nhiêu điều không lường trước được. Chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, cho nên là ngài dạy rằng cái tấm thân này nó giống như ngôi nhà đang cháy, thì mình hãy nhanh chóng lập tức mình đem ra khỏi ngôi nhà cháy ấy những thứ mà mình gọi là sở hữu nha. Một mình ăn sẽ hết mà người khác ăn sẽ còn. Cái khả năng mà buông ra nó cũng có, bố thí nó có hai ý nghĩa. Một là bố thí để mà cầu phúc, để đời sau sanh không có thiếu thốn, được dư dả. Nhưng mà còn có ý nghĩa thứ hai nữa, đó là bố thí là để mài mòn cái ý niệm sở hữu, mài mòn cái thói quen bõn xẻn, cái thói quen ôm giữ ghi chặt của nhiều đời, của vô số kiếp sanh tử tiền thân nha. Cái bố thí như vậy đó, nó mới là hiểu như vậy thì bố thí nó mới tới nơi tới chốn. Rồi cái cuối cùng là cái thứ tư đó, tức là cái trí tuệ, mình giúp làm sao mà cho cha mẹ sống luôn luôn nhớ lấy hai điều. Một là nghiệp lý, hai là tam tướng. Nghiệp lý là sao? Là cái gì ở đời này cũng có nhân có quả. Nhân quả luôn luôn tương ứng nhau, mọi thứ không phải ngẫu nhiên mà có, cũng không phải do một cái đấng cao xâm nào đó tạo ra, mà là mọi thứ nó do vô vàn nhân duyên điều kiện tác động. Đó là cái trí tuệ về nghiệp lý và nhân quả. Thứ hai, mọi thứ do duyên mà có rồi cũng mất. Tất cả thiện, do thiện mới có vui, do ác mới có khổ. Thì cả thiện cả ác này và thiện ác buồn vui này đều do vô số điều kiện mà có rồi phải mất đi. Tuy nhiên vì bản chất mình là thiện, vì tôn trọng điều thiện thì mình phải hành thiện, phải lánh ác. Nhưng luôn luôn nhớ rằng cái quả của thiện á, nó cũng là vô ngã vô thường, cái quả của ác cũng vô ngã vô thường. Dầu tránh ác thì cũng luôn luôn nhớ rằng khổ nào cũng vô ngã vô thường, mà dầu hành thiện thì cũng phải nhớ là cái quả thiện nào dầu nó có hay ho cách mấy nó cũng vô ngã vô thường. Thì cái đó được gọi là sống trong trí tuệ nha. Và trong một cái câu trả lời của Phật Tu Già Xoa La Quát Cát, ngài có dạy rằng Panya Chi Vinh Chi Vita Ma Hú Thành, cuộc sống trí tuệ là cái cuộc sống cao quý nhất. Panya Chi Vinh Chi Vita Ma Hú Thành, nhớ nha. Bởi vì cuộc đời này nó là một cái màn đêm mịt mù. Thì hôm qua tôi giảng đó, hôm qua tôi giảng mà tôi có mượn cái cách nói của Chúa đó, bên Kinh Thánh đó, là phúc thay cho kẻ nào phúc thay. Thì có người họ trách thì nó tại sao nói giống Chúa quá, nhưng mà kệ, miễn là cái ý mình nói cái gì thôi, còn kiểu nói của ai thì kệ nha. Thì mình phải nói là phúc thay cho kẻ nào mà sống ở đời này được sống trong cái ánh sáng. Bởi vì không có ánh sáng thì mình là coi như là chỉ có sống mò thôi. Mà quý vị biết, trong một cái căn phòng
chật hẹp, bụi bặm, nhiều đồ đạc. Mà ban đêm mà mình mò thì cái tai cái khả năng tai nạn rất lớn. Nói chi là trong một cuộc đời bao la mênh mông này, trong một biển đời mênh mông bát ngát mà mịt mù tối thui đó, thì quý vị tưởng tượng cái kiểu tai nạn Titanic là chuyện nhỏ nha, nó còn bao nhiêu khác còn ghê hơn nữa nha. Cho nên là được sống trong cái nguồn sáng của trí tuệ là một cái đại phúc đại hạnh. Cho nên Đức Phật ngài dạy chỉ có một cách duy nhất để trả được cái ơn của cha mẹ cho mình thôi, đó chính là an trú cha mẹ vào bốn cái pháp này. Một là đức tin, tức là chánh tín, giới hạnh, thí xả và trí tuệ. Rồi tiếp theo là chúng ta học một cái phẩm nữa, đó là cái phẩm có một cái bài đoạn số 3, là một bà la môn đi đến Thế Tôn rồi ông hỏi rằng Tam môn Tama đã thuyết gì, đã nói gì, thì Đức Phật ngài giải này: bà la môn, tôi thuyết về hành động và tôi thuyết về không hành động. Ông này trong chú giải nói đó, ông không có thích Đức Phật. Ông nghe người ta đồn đó, ngài là cái bậc đại hiền, đại đa văn quảng kiến, bác lãm quần thư, cái gì cũng biết. Ông không có ưa cái chuyện đó. Ông nghĩ là ông sẽ tìm cách để ông vấn nạn, làm khó ngài. Mà ông suy nghĩ suốt 4 tháng như vậy. Ông suy nghĩ suốt 4 tháng trời. Ông suy nghĩ nói làm sao mà ông để ông nghĩ bụng Sa-môn Gotama mình tới gặp nó thế nào thì ngài cũng sẽ đem ba cái vụ mà thiện ác này ra kia ra ngài nói. Để coi ngài còn có cái gì mà khó hơn khác hơn cái thiện cái ác, cái làm lành lánh dữ hay không. Thí dụ như ngài vừa mở miệng ra ngài nói là mình nên làm cái gì đó, thì nếu chỉ cần Sa-môn Gotama mở miệng ra nói là ta nên làm cái gì đó, là mình sẽ bắt bẻ mình nói đi vậy điều ác cũng nên làm hay sao. Còn nếu mà Sa-môn Gotama vừa hé môi ta không nên làm, mình chỉ cần nghe cái chữ mà mình không nên làm là mình nhào vô mình sẽ cãi, mình nói vậy cái thiện cũng không nên làm hay sao. Ông tính vậy đó, ông tính là ông chờ đợi là ngài sẽ buông cái đó ra. Ngài chỉ ông chưa ông chờ nghe ngài nói là nên làm hay là không nên làm là ông sẽ là ông cãi. Tức là ông một cái người nó nghèo đến mức mà chỉ còn cầm một cái vốn liếng mà chật hẹp như vậy để mà đi làm khó người ta. Cái này trong mấy đạo tràng mình hay gặp lắm. Mấy đạo tràng có những người họ cứ châm bẩm, họ ngồi họ chầu cho có chỗ nào, họ nghe pháp mục đích để họ ngồi, họ một loại khoe bản thân, còn hai nữa là họ làm khó cái người giảng. Cái loại này nó gặp hoài gặp riết nó mòn con mắt luôn. Thì ổng bố suốt 4 tháng trời mà ổng nghĩ ra được có một cái chiến lược thuật mà nó nghèo túng như vậy. Thì khi ổng đến ổng gặp ngài đó thì ngài biết ổng đã 4 tháng trời ổng khổ tâm như vậy. Và ngài thấy ông này có thể độ được. Cho nên khi mà ổng hỏi ngài ngài thường giảng cái gì cho đệ tử, thì ngài không hề bắt đầu như là ổng mong đợi, mà ngài lại nói thế này. Ngài gom luôn cả hai cái điều mà ổng mong đợi đó, ngài nói ta chỉ nói có hai chuyện thôi, đó là làm và không làm. Khi mà ngài nói như vậy đó là ngài gom chung, nghĩa là ổng không còn cái chỗ cái cơ hội nó muốn chọn vô nữa. Và sẵn ở đây tôi cũng nói rõ cho kể được bà con nghe một cái chuyện nhỏ nhỏ, đó là phần mở đầu của Luật Tạng à, cuốn một nha, gọi là trong cái phẩm gọi là phẩm Về Rành Chát, trong Tạng Luật Về Rành Chát Rành Chát Cành Đá, có kể cái câu chuyện mà một cái ông Bà La Môn đó mà ông tới ông hỏi Đức Phật. Ông nói rằng tôi nghe người ta nói ngài là cái người mà coi như là chủ trương sống bi quan tiêu cực, ngài chủ trương là tu hành là để cùng căn mạt kiếp để mà hết đầu thai, ngài chủ trương mình tu hành là mình là coi như là chà đạp mọi thứ lịch sự, mọi thứ thẩm mỹ coi nghệ thuật, nói chung mới là tất cả cái gì xấu là tôi nghe nghe cái đạo ngài chứa toàn cái đó, không có đúng như vậy hay không. Ngài nói đúng, tất cả những cái thẩm mỹ, tất cả những cái nghệ thuật lịch sự gì đó không có chỗ đứng trong đạo của ta. Là vì sao? Vì những thứ đã được ta định nghĩa như sau: đối với ác pháp là phải triệt để loại bỏ, ở đây không có sự nhân nhượng. Mọi cảnh giới tái sanh, dù vui hay khổ đều là sanh tử, cho nên ta chủ trương là lìa bỏ triệt để
Cho nên người ta không có sai khi mà người ta nói rằng Như Lai không biết gì về nghệ thuật, về thẩm mỹ. Bởi vì trên đời này thật ra không có cái gì đẹp, không có gì ngọt hết. Ta chủ trương là phủi bỏ, phủ nhận triệt để mọi thứ. Ừ. Và không có một cảnh giới tái sanh nào mà hay ho đáng để mình có mặt, cho nên ta cũng chủ trương là tu hành để mà cùng căn mạt kiếp, để mà hết đầu thai. Trong khi ngoài đời là người ta nghe nói nó hết đầu thai là người ta sợ dữ lắm, nhưng mà trong cái giáo pháp này đó, tu để mà hết đầu thai đó là một cái điều tuyệt vời nha. Mình như ngay trong văn hóa Việt Nam á, mình nghe ông bà hay mắng con cái đừng có chung xào đồ, coi chừng là hết đầu thai đó. Nhưng mà thực ra đó là trong đạo mình mà nếu chung cái giàu đồ mà hết đầu thai thì mình cũng nên chung nha, mà khổ chỗ chung mình không chịu hết đầu thai mới ghê chứ. Để đây cũng vậy, ở đây đó là trong cái chỗ này nè, các vị nào bữa nay thôi mà nghe ngay lúc này hoặc sau khi chúng tôi giảng xong, các vị vào ở trong tạng lực, tạng lực bản tiếng Việt Nam, các vị để là tạng lực Việt ngữ vào Google thì các vị thấy thấy cái bản đầu tiên nói về cái điều chúng tôi đang nói nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng toàn bộ giáo pháp ngài ngài chỉ nói đến hai chuyện nên nên làm và không nên làm. Mà trong tạng lực cũng vậy, toàn bộ tạng lực á, là cũng chỉ có một nội dung là nên làm và nên tránh thôi. Thì trong giáo pháp Đức Phật thì có nhiều cách nói lắm. Ừ, có chỗ ngài nói về 37 và pháp bồ đề, có chỗ là bát chánh đạo, tam học, thất giác chi, ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Nhưng mà cũng có thể mình nói rằng là giáo pháp Đức Phật thu gọn trong một chữ appamattu, có nghĩa là không dễ người nha, không dễ người. Và trong trường hợp này ngài thu gọn giáo pháp với ngài trong một cái cặp tông chỉ, đó là nên làm và không nên làm. Tất cả điều ác thì không làm, tất cả điều thiện nên làm. Chỉ vậy, đó là toàn bộ cái nội dung giáo pháp của chư Phật. Nhưng mà phải hiểu làm sao cho nó đúng. Thiện dẫn đến sanh tử cõi vui, nhưng cũng là nhân đưa đến giải thoát sinh tử. Ác thì chỉ có một đường là sinh tử cõi khổ, nhớ như vậy. Cho nên mình thấy rõ ràng hai cái vế này, ác thì chỉ có một đường sinh tử cõi khổ, thôi thôi bỏ đã đành này. Còn thiện thì sao, nó có hai. Một là nó dẫn đến sanh tử cõi vui, nhưng mà nó cũng là nhân dẫn đến giải thoát sanh tử. Như vậy thì mình nên làm thiện nha. Tại mình thấy rõ ràng nó có hai, một bên á, thì ác á, thì chắc chắn là chỉ có đi xuống đường tối thôi. Còn mà thiện thì nó có hai đường, một á, là hành thiện với cái ý cầu sanh tử thì sẽ được sanh tử, nhưng mà sanh tử trong cõi vui. Còn nếu hành thiện mà mới với cái ý cầu thoát sanh tử thì sẽ thoát sanh tử, nhớ nha. Mà đã thoát sanh tử rồi thì không có còn cái cõi vui hay cõi khổ nữa. Ừ. Thì khi mà ngài giảng ngắn gọn như vậy thì cái ông này ông đã phát bồ đề, ông xin được quy y với ngài. Rồi tiếp theo là cái đoạn số 4, ông cấp cô độc đến đảnh lễ Phật. Cấp cô độc đến đảnh lễ Phật, ông hỏi Đức Phật có bao nhiêu người đáng để cúng dường, đáng nhất. Chứ đúng là ai cũng là đối tượng để mình bố thí hết trơn, nhưng mà nếu là nó đáng cúng dường đắt khi này giá. Đắt khi này giá thì ở đây trong râm mình không biết quý vị còn nhớ cái bài trong đây, có ai biết cái bài Suppatipanno? Chắc không có nhiều ha. Suppatipanno và cái Bato Sa và cái Sang Khô, thì trong đó có nói rằng đệ tử Thế Tôn gồm bốn tầng thánh, các ngài đáng nhận tặng phẩm, tế phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, sự kính lễ và sự cúng dường bằng cái niềm tin đó. Thì mình thấy đã nói bốn tầng thánh thì mới rõ ràng là vô học và hữu học.
Cái chữ vô học ở đây phải nói rõ ở đây, cái chữ vô học asekha là không còn gì để trao dồi nữa. Chứ còn trong tiếng Việt Nam mình nó vô học có nghĩa là thất học. Nhớ nha, thất học có nghĩa là không có biết gì hết, để nó năm nay vậy đi nha, không có biết chữ nghĩa gì hết gọi là thất học. Nhưng mà chữ vô học ở đây là do trong bản Hán người ta dịch chứ không phải là tiếng tiếng Việt Nam mình nha, không phải người Việt Nam mình dịch. Mà cha sẽ ca là cái người này không còn gì để trau dồi nữa. Thí dụ như có những vị thánh mà họ đắc A La Hán xong rồi đó là ta lại đi học tâm tạng, học tâm tạng sau khi chứng La Hán. Có những vị là sau khi đắc La Hán rồi mới bắt đầu tập tễnh tu tập thiền thiền chỉ để đắc sơ thiền nhị thiền. Thì cái việc đó đó, cái việc mà vị A La Hán học tâm tạng là tu thiền trao dồi thiền định, cái đó không phải là cái chuyện bắt buộc, nhưng mà tại vì do cái thói quen nhiều đời của vị này. Vị này là do thói quen đời đó là đã từng tu thiền, cho nên bây giờ đó là khi mà có điều kiện đó, thì vị nó quay lại để thực hiện việc đó. Bởi vì một cái vị La Hán mà có thiền đó, thì tự bản thân mình an lạc đã đành rồi, mà mình có khả năng hoằng pháp tốt hơn, phải nói như vậy, tốt hơn. Rồi học tâm tạng cũng vậy, khi mà vị A La Hán mà giỏi về giáo lý đó, thì vẫn tốt hơn là vị A La Hán chỉ có đắc chứng. Đắc chứng chỉ có hiểu nhưng mà không biết đường đâu mà nói, trong khi nếu mà có cái kiến thức giáo lý thì xây sở tốt hơn. Thì trong trường hợp đó, cái đó là chỉ là cái làm được thì tốt, không làm không sao. Nhớ nha, cái việc mà vị La Hán học tâm tạng hoặc là luyện thần thông, luyện thiền định là có làm thì tốt, không làm thôi không sao hết, nó không phải là chỉ bắt buộc. Nhưng mà cái rốt ráo thì ngài đã đạt tới rồi, có nghĩa là cái cứu đích cánh, cái mục đích cao nhất của cái người tu đó là chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử, thì ngài đã làm rồi. Cho nên ở đây là cái nói đó, Đức Phật ngài dạy là có hai hạng đối tượng mà đáng để nhân thiên ba cõi cúng dường đảnh lễ, đó là hữu học và vô học. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì sao hai bậc này đáng được xem là đảnh lễ, đáng để chúng ta đảnh lễ cúng dường? Thứ nhất, các vị này nếu mà sơ quả đó, mỗi tầng thánh thấp đều đoạn trừ ít nhiều phiền não. Phiền não càng ít thì cái đức độ càng nhiều, và những gì các ngài bỏ đi hay có được đều là vĩnh viễn, triệt để, tuyệt đối. Còn phàm phu á, bỏ được cái ác này nhưng mai mốt á, hoàn toàn có thể tái phạm. Phàm phu nay có được cái thiện pháp này nhưng mai mốt á, có thể không được như vậy nữa. Đó là đặc biệt vậy đó. Trong khi thánh nhân á thì ít nhiều đều đỡ gì đoạn đường đó, và cái gì các ngài có được và cái gì mà các ngài bỏ đi đó đều là triệt để hết. Hạ đạo đã nó bỏ thì ngàn đời không bao giờ có tái phạm, mà cái gì có được thì chỉ có thêm chứ không nhận mất nha, nhớ cái đó nha. Thí dụ như giới định tuệ các ngài chỉ có thêm chứ không mất, còn phàm phu thì không. Phàm phu á, thì cái mà phàm phu bỏ đó cũng chỉ là tương đối thôi, bữa nay bỏ nhưng ngày mai không có bỏ, mai nó còn có nhiều hơn nữa. Thụt lùi như một lùi lấy trớn vậy na, phiền na. Phàm phu có cái mạng đó, nhiều khi thụt lùi mà để lấy trớn chạy tới nữa. Các vị còn nhớ bốn cái bầy nai trong kinh Bảy Mồi không ta? Alo, các vị còn nhớ không? Bầy nai một, chắc phải ôm luôn quá. Bầy nai một á, ham mồi
nên chết sớm. Cái bài hai đó thì chết nhát nhưng phút cuối đói quá ăn mồi, thiếu cảnh giác, cũng chết. Cái bài nay số 3 đó thì là khôn ngoan khi ăn mồi, nhưng mà cái chỗ mà rút lui á không an toàn, mà chỉ có cái bài 4 á thì khôn ngoan, cẩn thận khi ăn mồi và rút lui về cái chỗ an toàn. Thì thành phố mình cũng vậy, thế giới luật được trang nghiêm liêm diêm, rồi thông dong đỉnh đạt, từ tốn cẩn thận nghiêm mật, rồi làm đã lắm, nhưng mà chỉ cần sơ hở một cái là bị gió nhập liền, bị gió nhập liền. Mai vậy đó chứ ngày mai nó phải như vậy. Và có thể là phải nói là người ta đang Việt Nam mình có câu là Phật nào ma nấy, đạo hạnh càng cao siêu thì cái con ma mà nó tới nó phá nó cũng cao siêu theo nha, nó cũng cao siêu theo. Ngày nào mình là vô danh, mình có gì hết đó, thì chỉ có mấy cái người lèo tèo họ tới thôi, cũng là thị nở tới nấu cho trong chén cháo hành. Nhưng một ngày mình mà tiếng tâm lừng lừng lẫy chùa to tượng lớn rồi thì sẽ có mấy đại gia tới, cái gì cũng ngon lành tới nha, rồi cúng dường rồi này nọ rồi cũng tiêu. Tôi có biết một cái chuyện mà chuyện có thật, không phải trong sách vở phim ảnh mà chuyện có thật, là một cái ngày mùa hè kia ở bờ biển Phuket của Thái Lan, có một chiếc xe Mercedes, Việt Nam kêu là Mercedes, bóng lộn láng cóng thơm phức dừng lại và cửa xịt mở, trên xe bước xuống một anh tài xế lực lưỡng cao to đẹp trai, một bà đại gia dáng như mệnh phụ xa hoa quyền quý, chói lòa kim cương ngọc bích, lấp lánh các thứ quý kim bảo thạch trên người, và phía sau đó là bốn vị tỷ kheo y áo trang nghiêm, mắt nhìn xuống đất, bước đi thong dong từ tốn, đầy dẫy chánh niệm tỉnh giác. Và bà thí chủ đại gia này đã đưa các vị về một cái ngôi biệt thự lộng lẫy bên bờ biển ở Phuket, và để cho anh tài xế gọi là thay mình chăm sóc các ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, đến cái buổi chiều ngày thứ ba thì bộ đông đoàn bốn vị thì có ba vị sư đang ngồi chơi với nhau vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng thấy cửa phòng đột ngột mở ra thì thấy ra ông sư huynh của mình, tức là cái ông lớn nhất trong bốn vị tỳ kheo, ông bước vào, trên tay ông là một bộ đồ trắng, ông quỳ xuống trước mặt ba ông sư đệ, cặp mắt ngấn lệ, ông nói: chiều nay sư huynh không còn cái cơ hội để mà cùng các sư đệ quay về thiền viện nữa, bốn vị này đều là học trò của ngài chân cha nha. Thì ông sư huynh ông nói rằng chuyến đi này đó là cái lần cuối cùng anh em mình còn ngồi với nhau, vì lâu nay sư huynh đã quyết định là mình sẽ quần tục, nhưng mà trên đó nó đông quá rồi nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng tâm lý không tốt cho thiên hạ và đặc biệt là các hành giả thiền sinh, nên nhân cái chuyến đi này nó hơi xa phố, xa phường, xa bà con thiên hạ, xa thị phi. Thì bây giờ ở đây xin anh em chứng minh cho sư huynh được quần tục, và cái người mà sẽ cùng sư huynh đi hết cái phần đời còn lại đó chính là cái bà thí chủ đã đi cùng với chúng ta mấy hôm nay. Và thì ra cái vị sư huynh, vị đại sư huynh này chính là một cái vị mà giống như là thiền sư là trẻ măng của Nanachat đấy, người Thái. Cho nên là chúng ta thấy đến một cái mức độ rồi đó, và cách đây không lâu, cách đây khoảng 4 năm thì có cái ngày gọi là ngày Masio, phải không ta, phải Masio không, Masio Gavesako, nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm Masio Gavesako cũng là một đệ tử lớn của ngài Ajahn Chah, sáu mươi mấy tuổi rồi cũng bị rớt vào tay
Rớt vào tay của một ma đăng già trọng tuổi nhưng mà ngó còn được, thì coi như ra ra từ một vị thiền sư cực kỳ cả kính đến vua mà còn phải quý trọng đảnh lễ, mà bây giờ đó thì coi như là bây giờ thấy có mấy cái hình chụp mà đi dung dăng dung dẻ với nhau ở những cái hẻm núi, những thung lũng hoa vàng, một buổi chiều vắng trên một bờ biển thơ mộng nào đó ở Bắc Phi. Thì thôi, cho nên đây là lý do vì đâu mà Thế Tôn dạy rằng, vì đâu mà Thế Tôn dạy rằng nếu mà nói đối tượng cúng dường mà gọi là xứng đáng nhất thì chỉ là hữu học và vô học, tức là các tầng thánh. Vì đâu? Là vì hễ cái ác nào mà các ngài tránh được là tránh triệt để, không có quay lui, mà cái thiện nào mà các ngài có được đó là chỉ có đi thêm chứ không có giảm nha. Đó là lý do. Chứ còn mình nhắm mắt nhắm mũi mình cứ nói ờ thánh là xứng đáng cúng dường, đúng rồi, nhưng mà tại sao đúng? Là bởi vì các vị này thiện mà đã tu rồi thì không có buông, chỉ có đi lên thôi, mà ác mà đã bỏ rồi là bỏ luôn chứ không có quay lui, nhớ nha. Còn mình bây giờ mình nói là pháp sư Tam Tạng, mình là thiền sư, là giảng sư, là pháp sư, là luận sư, là lung tung sư, là bla 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 sư, mà bây giờ chỉ cần gái tiền hoặc là bị người ta bỏ bùa hoặc là nó gõ cái gì lên đầu cái bon tai nạn xe cộ rồi nó mất mát cười cười là xong, Phật pháp đi đâu nha. Vì gái, vì tiền, rồi gì nữa, vì bùa phép, vì một cám dỗ chức vụ quyền lợi nào đó, hoặc là bị tai nạn cậu nó tỉnh tỉnh là coi như mất sạch. Tin tôi đi, không tin ai trong room không tin thì tự lấy cái đồ, lấy cái búa đâm lên gõ cái đầu nó dễ, nó gõ mà hơi khá khá một chút, gõ một con một phát là coi như ngày mai là khỏi vô nghe giảng luôn. Là lý do là nó bị chạm mạch, nó đứt một sợi hai sợi rồi nó đứt nguyên một chùm là khỏi luôn. Nhưng mà vị thánh thì không, vị thánh tu đầu quần, vị sơ quả không thể đánh mất ý thức vì bất cứ lý do tâm sinh lý nào, như say rượu hả, điên loạn hay một cái cơn đau đớn chết người nào đó. Khiếp chưa? Vị thánh sơ quả không thể đánh mất ý thức vì bất cứ lý do tâm sinh lý nào, từ lý do tâm sinh lý nào như say rượu hay là điên loạn hoặc là một cơn đau đớn chết người, còn mình đau quá đó là coi như mình khỏi niệm luôn nha. Phải nhớ đó nha. Vì sao? Vì sơ quả đã không còn thân kiến nữa, không còn thấy thân tâm này là của tôi. Nhớ nha, cho nên mình thấy ngày nay ngày khóc là tại vì ngày thất niệm thôi, chứ chỉ cần ngày nước mắt diễn lưng tròng, con mắt chỉ ngấn lệ đỏ e là xong, chứ mình đừng có nghe nói mà ngày khóc cũng cái rồi ngày tôi là giống nhau rồi cũng vậy đình đùng khóc rồi mũi dài èm lem, không có, không có, ngày chỉ là ngấn lệ lưng tròng đỏ e là xong, nhiều lắm rồi đó nha. Và lập tức khô lệ ngay như là một giọt nước nhiễu lên chảo chảo nóng, là vì ngày nó cạn rồi, đã cạn tình với cái cõi nhân sinh khổ lụy này rồi nha. Thì còn dương sót xíu là ngập ngã thất niệm, như vậy thôi. Cho nên vị thánh hữu học đáng được xem là thánh học, đáng được xem là ứng cúng, nói chi là thánh vô học nha. Còn mình đó thì tai nạn nè, mất trí nè, say rượu nè, hoặc là cái chết đều khiến cho cái nhận thức của mình thay đổi nha. Điều khiến nhận thức mình thay đổi hết rồi. Tiếp theo là cái bài kinh, wow, cái bài kinh mình đấy, bây giờ mấy giờ, bây giờ còn đúng một tiếng nữa. Tôi có nhầm không ta? Tôi có nhầm không? À không không, đúng rồi đúng rồi. Chúng quý vị biết ngày hôm qua hôm kia tôi có giảng sót một đoạn kinh mà quý vị không thèm nhắc. Đó là cái đoạn mà Đức Phật ngài dạy có hai hạng người xuyên tạc ngài đó. Hạng thứ nhất đó là ác độc, thù ghét Thế Tôn. Hạng thứ hai là tin tưởng Thế Tôn, nhưng mà bằng cái tà kiến. Hạng thứ nhất là không thích ngài,
thì cái đó là xuyên tạc ngài đã đành. Mạng thứ hai nó là tin tưởng nơi ngài, quý kính ngài, thương mến ngài, nhưng mà bằng cái hiểu sai. Bằng cái hiểu sai thì cũng không được. Cái đó cũng gồm kiểu xuyên tạc ngài, nhớ nha. Rồi bây giờ cái này, cái đoạn bài kinh, cái đoạn này là đoạn vô cùng quan trọng, đó là đoạn thứ năm. Tại sao tôi nói rằng cái đoạn kinh là đoạn quan trọng? Các vị còn nghe không? Bốn hạng nay đã giảng rồi, có nghĩa là tôi đang nói đó. Cái bài nay thứ nhất á, là ham mồi, tham ăn, coi như là không kiểm soát được, cho nên nó là thấy đâu có đồ ăn thì nhào vô ăn. Nhào vô ăn cho nên là bị dính bẫy, cái đó là không có gì lạ hết. Cái bài nay thứ hai đó thì là coi như là thấy cái bài nay trước chết thảm, cho nên là cả đám kéo nhau vô rừng sâu trốn biệt, không có thề nhau là không có ăn cái gì của cái đám hai chân mà đó hết đó. Nhưng mà nó trốn thời gian, nó đói quá đi. Vào một đêm kia thì các chàng mò ra vì đói quá cho nên đã thiếu cảnh giác và chết. Đó là hạng thứ hai. Hạng thứ ba nó thấy là hạng thứ nhất bài 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 một bài hai chết ngu quá, cho nên nó dặn nhau mình á, đi ăn mồi ăn khôn ngoan mà rút lui cũng phải khôn ngoan, chứ không thể chết như tụi một tụi hai được, nhóm một nhóm hai được. Nhưng mà cái đám này nó quên một điều, nó đi ăn một cách rất là khôn ngoan, rất là cẩn trọng, đầy cảnh giác, và nó rút lui cũng phải nói rất là khôn ngoan, rất cẩn trọng và đầy cảnh giác. Nhưng mà nó xui một chỗ là cái chỗ mà tụi nó giấu mình á, lại là vẫn là nằm ở trong cái gọi là cái vùng nguy hiểm, vẫn nằm trong cái tầm ngắm của thợ săn. Chỉ có bài này thứ tư, ăn mồi khôn ngoan, rất lui khôn ngoan và giấu mình một cách khôn ngoan ở vùng an toàn, thì Phật dạy rằng có bốn hạng tỷ kheo trong cái giáo pháp ngài. Cái nhóm tỷ kheo một, nghe mùi danh lợi tình cảm lập tức lăn xả vào bờ chết thẳng cẳng, cái loại này miễn bàn. Hạng thứ hai, cảnh giác, thấy rằng tu hành là phải trang nghiêm giới hạnh, lục căn thanh tịnh, bởi vì từ ngũ uẩn nhai không ngon lành lắm, lý tưởng ngất trời. Rút sâu vào rừng sâu núi thẳm, hoặc là rút sâu vào là am cốc tự viện, đóng cửa liêm diêm suốt ngày không hề hí mắt. Tưởng như vậy là ngon, nhưng mà tu hành không phải là đóng cửa, mà tu hành là thấu suốt. Hỏi nhầm là nhầm chỗ đó, tu hành là thấu suốt chứ không phải là đóng cửa, không phải đóng cửa một cách máy móc. Cho nên sau một thời gian đóng cửa thì sẽ có một lúc quạnh hiu quá chịu không nổi bèn mò ra, hoặc là ăn uống kiêng khem quá, người thiếu chất suy dinh dưỡng cũng phải mò ra và chấp nhận cái sự cúng dường hỗ trợ người khác. Và ngay trong cái lúc mà ốm đói suy dinh dưỡng ấy, chúng ta rất dễ thiếu cảnh giác, thế là cũng ngã vào vòng tay lạ nha. Rồi cái dòng thứ ba, cái hạng thứ bị tỳ kheo thứ ba đó là không có đắm đuối đê mê trẻ con như nhóm một, mà cũng không có mà là cực đoan trong tu hành, khép mình một cách thiếu thông minh như nhóm hai. Cho nên nhóm ba này là thọ nhận tiếp xúc cúng dường của người khác là một cách rất thông minh, nhưng mà chỗ ẩn nấp lại không an toàn. Đó là sao? Là cũng thuyết pháp nói đạo, rồi cũng hành thiền, rồi cũng chánh niệm tịnh giác, nhưng mà không có tuân tứ niệm xứ, cho nên là gọi là không có sống trong lý tưởng cầu giải thoát. Cho nên là khá hơn bảy khoai, khá hơn nhóm hai, nhưng mà vì cái chỗ náo thân không an toàn, cho nên liêm diêm thì có liêm diêm đó, nhưng mà lý tưởng sống thì không, cái phương châm cương lĩnh hành trì lại thiếu. Thế là bày cái vị ba này cũng này ba chết ngắt. Chỉ có cái nhóm thứ tư cẩn trọng khôn ngoan khi tiếp xúc, không có cực đoan khi né tránh nhà cư sĩ danh lợi, nhưng mà nó luôn luôn trong cảnh giác và ẩn thân giấu mình trong cái sự bảo vệ của tứ niệm xứ. Như là trong kinh Chuyển Lưng Thánh Vương của Trường Bộ, Đức Phật dạy giống như này, các tỳ kheo con chim cút nó kiếm ăn ở ngoài ruộng ấy, mà khi thấy nguy hiểm thì nó trốn vào những cái luống đất cày để nó giấu mình. Giống như con rùa khi nó gặp nguy hiểm nó rút vào cái mai, cũng vậy đệ tử của Như Lai lại sống tìm cái an toàn ở trong cái chánh niệm nha. Chỉ có sống trong chánh niệm, sống trong niệm mà tuệ thì vị đó mới có thể an toàn khỏi cái sự mà vây bắt của ác ma.
nhớ nha. Đây là bốn bề na đó, thì sẽ dí nãy tôi giảng về về hai cái hạng đáng cúng dường, mà tôi phải nhắc tới bốn bề na là vì sao, là vì tất cả phàm phu đều lọt hẳn hồi vào ở trong ba cái bề na trước, một là tu hành không ra gì chết là phải, nhưng mà có những vị cũng chuyên tâm tu hành lắm nhưng mà về chiến thuật lại thiếu đấy, cho nên nó là cũng chết, chỉ có cái hạng thứ tư đó mới là tới nơi tới chốn, mới là đáng cúng dường rồi nha. Rồi bây giờ các bạn đoạn năm thứ quận kinh thứ 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 năm là cái đoạn này, tại sao tôi coi là quan trọng, là bởi vì là chỉ riêng cái đoạn này thôi, chỉ riêng cái đoạn số 5 này tôi giảng có như 8 ngày 8 đêm chưa có cho tôi uống nước cả. Chư Phật gì sao ta, mỗi đời Phật mỗi đời Phật phải có ít nhất một kỳ đại hội thinh văn, một kỳ đại hội chư thiên chư Phật á, riêng đệ nhất thinh văn á, đệ nhất thinh văn thì chỉ có một lần đại hội chư thiên mà thôi. Không biết ra đây cái ai mò ra cái đoạn Bali đó giùm chúng ta, chứ không thôi nói này này tôi bịa nó khổ vậy gì đó, cái người Việt Nam mà nó trời ơi lắm nha. Ở đây có coi cái Bali đây, có Bali đây nè, đường Bali đây nè, đây có cho nó sang chứ còn không có nó khổ lắm, khổ lắm, đó cái sang nó nằm ở đâu mất tiêu rồi chứ. Trong cái bài kinh này cái nội dung nó hay lắm, nó hay chỗ là có cho mình biết, nghĩa là Đức Thế Tôn mỗi cái hạ với ngày sống ở đâu. Đây Bút tha năng na mắt ta vô, Bút tha năng na má ta vô, Bút tha năng na mắt ta vô, Sa vắt cát sanh ni pa pa hòn tỷ, Sa vắt cát sanh ni pa pa hòn tỷ, Ác ca sa vắt ca năng, Ác ca sa vắt ca năng, Sa vắt ca năng e cô các cái sao cả này. Tức là chư Phật thì có phải có ngoài cái đại hội thánh, đại hội chư thiên này phải có ít nhất là ba, phải có ít nhất một lần đại hội, cũng có nhiều vị Phật sống lâu thì có ba, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có một thôi, một lần đại hội thinh văn và một lần đại hội chư thiên. Cái kinh đại hội mà mình đã học rồi, cái nội dung của cái bài của cái quyển mà Lục Đại Chân Kinh đó chúng tôi đã giảng rồi, biết trung lâm còn nhớ không nha. Nhưng mà riêng đệ nhất thinh văn là ai, thì Đức Thế Tôn mỗi vị chánh đẳng giác có hai vị thượng thủ, đó là đệ nhất thinh văn là tay đứng người đứng bên tay phải là đệ nhất trí tuệ, còn đệ nhị thinh văn là đệ nhất thần thông là đứng bên tay trái, đó là Ngài Bửu Kiền Liên. Thì mỗi vị Phật đều có hai vị đại thượng thủ như vậy hết. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có Ngài Xá Lợi Phất, thì trong đời Ngài Xá Lợi Phất phải có một lần như vậy, và khi mà cái duyên đến thì tự Ngài biết và chính Thế Tôn cũng nhắc ở trong chú giải rằng một hôm á, là Đức Thế Tôn xét thấy là bữa nay đúng là cái ngày mà Xá Lợi Phất phải, Xá Lợi Phất phải có một cái cuộc gặp với
gọi là vô lượng thiên chúng từ vô lượng vũ trụ. Cho nên ngài mới gọi, ngài Sa Phất ngài nói hôm nay Sa Lợi Phất nên dẫn 500 tỷ kheo đệ tử đi về chùa của Quý Sa Kha, đi chùa Đông Phương Tự. Lúc đó Thế Tôn là đang ở ở đâu ta? Thế Tôn đang ở đâu ta? Ở chùa Kỳ Viên nha. Lúc đó Thế Tôn đang ở chùa Kỳ Viên. Ngài mới nói các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Sắp thì tới sắp mất từ rồi. Thì ngài xét thấy hôm nay là cái ngày mà hội đủ duyên lành để cho ngài Sa Lợi Phất có một kỳ đại thiên chung, cho nên ngài mới gọi ngài Sa Lợi Phất dẫn chư tăng đệ tử về đó. Trong chú giải kể dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi nha. Thì ngài Sa Lợi Phất ngài nghe như vậy là lập tức ngài hiểu rằng hôm nay Thế Tôn muốn như Thế Tôn xét thấy đã cái đủ duyên để mình làm chuyện đó, và ngài mới kêu mình đi. Và đúng là hôm nay cũng riêng ngài, ngài cũng thấy chuyện đó, cho nên ngài đảnh lễ Đức Phật, ngài đi. Ngài đi qua đó rồi ngài mới, trong kinh nói cái ngài nó lạ lắm, tự nhiên không ai mời thánh khách, tự nhiên vua Pasenadi rồi Quý Sa Kha rồi Cấp Cô Độc cùng vô số nhân vật tiếng tâm của Sabathi đều tự động vân tập ở chùa Bupparam, Bupparam của bà Quý Sa Kha, đặc biệt như vậy. Đồng thời thiên chúng từ 10.000 vũ trụ, tức là hệ mặt trời đó, tùm lum là không có tin đâu, nhưng bây giờ kinh nói vậy, giờ tôi cũng phải nói chứ bây giờ biết sao trời. Cũng tự động vân tập vì nghe rằng hôm nay ngài Sariputta sẽ có một cái thời pháp thoại đặc biệt cho mọi đối tượng. Ồ, cái này mới khó nha, cái này mới khó à. Có nghĩa là trong sau khi mà ngài giảng xong cái bài kinh này thì trong chú giải nó là một triếu danh, tức là 1.000 tỷ, 1.000 tỷ thiên nhân đắc la hán, không riêng ba cái quả thấp á, thì nhiều không có đếm xiết. Cả đời ngài Xá Lợi Phất chỉ có một lần này là độ người đông nhất, riêng Thế Tôn thì rất nhiều lần. Đây là chú giải, coi chú giải nói nè, chú giải nói gì ta, còn chú giải nói cái gì, chú giải nói rằng đó là cái số lượng thiên chúng mà đắc la hán trong cái thời pháp thoại này của ngài Xá Lợi Phất cũng tương đương với cái số người mà chứng La Hán trong lúc Thế Tôn thuyết kinh Mangala Sutta.
mình gọi là Sutta, hạnh phúc kinh ha. Rồi kinh Gia, hạnh phúc kinh phải ghi ghi cho nó sang chứ, phải ghi cho sang chứ ha. Trong kinh tập tiểu bộ hoặc lúc hoặc lúc Phật thuyết kinh giáo giới Rahula Trung Bộ, hoặc lúc Phật thuyết, mấy cái này cũng hơi lạ mà con nên chú ý để học thêm nha. Kinh kinh gì ta, kinh Đại Hội Trường Bộ, nhớ nha. Tức là mỗi bài kinh trên đều có 1.000 tỷ thiên nhân chứng La Hán. Ba cái tầng thánh thấp thì nhiều vô kể. Đúng là đây tôi nói không cần ghi, nhưng tại tôi quá ớn rồi, có nhiều vị viết là trật lắc rồi sai chánh tả rồi rồi còn ký tên của em ở dưới nữa để tội khanh rồi đó. Bây giờ có rất là nhiều người là họ 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 không, khi họ coi trong cái Sinh Sapa gì đó, họ cứ tưởng là chúng tôi viết không, mà thật ra cái đó là của người nghe họ chép lại, mà chép tào lao bí đao nha. Cho nên có nhiều khi tôi thấy chỗ nào quan trọng tôi phải ghi. Cái số lượng thiên chúng chứng quả La Hán trong thời pháp này của ngài Sa Pháp cũng tương đương với số người chứng La Hán trong lúc Thế Tôn thuyết các kinh hạnh phúc, trong kinh tập tiểu bộ, rồi kinh giáo giới Rahula Trung Bộ, hoặc là lúc Phật thuyết kinh Đại Hội. Mỗi bài kinh trên, mỗi bài kinh trên đều có 1.000 tỷ thiên nhân chứng La Hán, còn cái số người mà chứng tầng thánh thấp thì nhiều vô kể đó, sẵn cái này nó luôn. Và cái vị mà thọ thần sống sau cái cánh cửa của chùa Bấp Param Ma, của bà gì ta, bà Quý Sa Kha đó, cũng là một vị sơ quả. Khi mà vị này mà nghe ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp vừa xong thì ổng là người đầu tiên ổng sa thú, thì cái tiếng sa thú của ổng nó đã vang dội rồi, ảnh hưởng đến những cái vùng chung quanh, và chỉ có chư thiên với nhau mới nghe được. Mà cứ như vậy trong vòng một tích tắc thì nó lan truyền lên đến một gọi là 10.000 thế giới. Thì lúc đó Đại Phạm Thiên á, họ nghe được âm thanh, họ mới suy nghĩ vì đâu mà có cái tiếng sa thú này, thì vì nó mới quán xét và biết rằng hôm nay tôn giả sẽ Phật đang thuyết pháp ở cõi người nha. Thì cái này đối với nhiều vị ở trong rung này cho rằng là không thần thì tôi cũng bó tay, chứ bây giờ tôi làm sao. Và bây giờ khi tôi giảng chánh tạng mà bằng chú giải đó, nó khổ một chỗ là có nhiều lần mà rất nhiều lần tôi lược bỏ nhiều nhiều và nhiều những cái chi tiết mà tôi thấy nó hơi phong thần đó. Mà khổ một chỗ thì người ta trách, người ta nói sao con liếc tôi thấy nó dài quá mà sao sư không dạy. Khổ vậy á. Thì thôi bây giờ tôi đánh một cái dòng râu ria của bài kinh. Bây giờ nội dung bài kinh giảng cái gì mà tại sao tôi nói bài kinh này quan trọng, là bởi vì là trong đời ngài sẽ là có chỉ có cái lần này là cái số người mà ngài độ cho Đắc La Hán đông như vậy, 1.000 tỷ. Thưa quý vị, 1 tỷ là chín con số không, mà cộng với ba nữa là quý vị coi là 12 con số không, có gì đấy không? Đông lắm chứ, coi như dân số trên thế giới bây giờ chỉ có 7 tỷ thôi, mà cái này 1.000 tỷ, nó đông kinh hoàng. Cô tí sa ta sa hát xá nha, cô tí sa ta sa hát xá, tức là 1 trillion. 1.000 tỷ đông lắm quá gì. 1.000 tỷ, một cô tí là 10 triệu, mà sắp tới sẽ là 100.000, mà 100.000 cái 10 triệu
hoặc 100.000 cái 10 triệu, hoặc là 10 triệu cái 100.000 nha. Thì cũng đông lắm, nhiều lắm, tức là 100.000 tỷ đông lắm nha. Thì ngài khi mà ngài ngồi an tọa xuống, ngài nhìn quanh, ngài thấy là bữa đó là coi như là vương hầu canh tướng, đại gia quý tộc trung điệp, gọi là chùa trong ngõ ngoài kín mít. Trong kinh đó bữa là cả ngôi chùa hoa không, trong chú giải nó cả ngôi chùa coi như giống như nguyên một cái bình bông vậy đó, người ta đem qua người ta cúng. Ngài quan sát, ngài thấy như vậy, và ngài với thiên nhãn của ngài nhìn thấy là 10.000 thế chung quanh là chư thiên về dày đặc. Thì ngài mới suy nghĩ như sao: ta nói cái gì đây, ta nói cái gì đây mà không sót một em nào đó. Thì sau khi mà ngài quan sát trong đây, gọi là tế biết tất cả 300 tôi, ngài quan sát toàn bộ Phật ngôn ba tạng, ngài mới đúc kết một cái nội dung để ngài thuyết giảng không sót một kẻ nào, tức là từ Phạm Thiên mà cho đến các cái loài thọ thần, càng thất bà kim siêu đi giả xoa long thần hộ pháp thiên lập bộ lục bạch thần kiếm thần điêu đại hiệp gì đó là điều hết. Nghe đây được hết thì coi như là ngài mới xét tới xét lui và ngài chọn ra cái đề tài này đó, tức là đề tài là cái kinh đó, cái tựa kinh thì nghe nó liên quan vậy chứ, cái tựa kinh thì nghe nó liên quan gì tới 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 cái nội dung hết trơn. Nội kinh gọi là Samma Citta Sutta, Samma Citta có nghĩa là Samma Citta là tâm tư tương đồng, hoặc là đồng thanh tương ứng, mà đồng khí tương cầu. Cái kinh này cái chữ nó có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là Samma Citta. Thí dụ như bây giờ trong râm mình á, mà mình ai mà có đồng lý tưởng, đồng chí hướng thì mình gọi là Samma Citta. Rồi Bảo Thúc Nha Quảng Trọng là Samma Citta. Rồi Bá Nha Tử Kỳ là Samma Citta. Và một ít người trong râm này là Samma Citta, có nghĩa là tâm tư tương đồng, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng nội đồng thiền, đồng bệnh tương lân. Và tôi nhớ tại có câu hay lắm: cùng thích một món thì ghét nhau, mà cùng lo một việc thì thương nhau, nhớ nha. Rồi rồi đó thì cái bài kinh này đó là tại sao mà lấy cái chữ đó, lấy cái chữ Samachitta này để đặt cho tên kinh, là vì sao? Là vì khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài giảng nội dung bài kinh này ra, nó là 1.000 tỷ thiên nhân coi như chứng La Hán, thì có một cái nhóm, có một nhóm Phạm Thiên, trong đây là Phạm Thiên, một nhóm Phạm Thiên đã đắc tam quả từ thời Phật Ca Diếp cũng đến đây thính pháp, và cùng có suy nghĩ thế này, cùng có suy nghĩ thế này. Một cái cái suy nghĩ thứ nhất á, suy nghĩ thứ nhất là ta sẽ nghe cái bài kinh này sâu hơn, rộng hơn từ Thế Tôn đó. Rồi cái nhóm thứ hai đó thì mới suy nghĩ là cái nội dung này là cũng y hệt như là những gì Thế Tôn đã thuyết giảng, mặc dù đây là của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà người đời sau sẽ có nhiều người, sẽ có nhiều người khi nghe lại kinh này hoặc đọc thấy kinh này, họ sẽ có cái lòng coi thường vì nghĩ rằng đây là lời của Thinh Văn. Thôi thì hôm nay ta sẽ đến gặp Thế Tôn để xin Thế Tôn là ấn chứng cho cái bài kinh này. Bởi vì khi Thế Tôn xác nhận bài kinh này thì bài kinh này của ngài Xá Lợi Phất đương nhiên mặc nhiên trở thành là Phật ngôn. Không biết trong rung hiểu không ta? Cho nên cái nhóm này đã là biến mất ngay cái chỗ chùa Đông Phương và có mặt ở chùa Kỳ Viên, và họ đánh lễ Đức Phật không mấy thưa là nói: hôm nay mà Thế Tôn tôn giả Xá Lợi Phất thuyết pháp bên đó, xin Thế Tôn hãy có mặt bên đó để mà ấn khả cái pháp thoại đó. Thế
Và Đức Thế Tôn đã lập tức biến mất ở chùa Kỳ Viên và có mặt ở chùa Đông Phương trước mặt đám đông, và ngài đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với ngài Xá Lợi Phất. Như là quý vị thấy, khi mà Thế Tôn có mặt ở chỗ đó thì thiên hạ hiểu rằng họ như vậy thì cái lời pháp này đã được biết đến rồi, và cái lời pháp này không còn là lời dạy của một vị tinh văn nữa mà đã được vị chánh đẳng chánh giác biết qua, biết đến và biết tới nha. Thì cái nhóm này sở dĩ gọi là Samajita là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp với nhóm này cùng lý tư tưởng, cùng tâm tư, cùng chí hướng tu tập, và vì có quá nhiều cái đồng đi cho nên nó là đời đời sinh ra đó họ tâm tư, tuy mỗi người tuy nhiều người mới thành một nhóm nhưng mà họ tương đồng cho đến mức mà họ có thể thành một với nhau mỗi lần xuất hiện. À, vì quá giống nhau nên mỗi lần xuất hiện họ muốn cả nhóm thành một. À, nhiều vị có thể cùng có mặt trên một đầu kim hạt cải, họ giống với nhau đến mức mà họ chỉ muốn thành một với nhau thôi, cái đó mới đúng là trên trời làm chim liền cánh mà dưới đất làm cái liền canh, tại thiên nguyện vi liên liên, liên diệt điểu mà tại địa nguyện vi liên lý chi đó tị diệt điểu. Trên trời làm chim liền cánh rất là liền cánh, chứ còn kiểu như mình nó mình thương mình thề kiểu đường Minh Hoàng cái Dương Quý Phi, nhưng mà ở Gò Mã Ngô thì cũng đôi ngã âm dương. Nhưng mà riêng ở đây thì không, khi mà cùng lý tư tưởng cùng chí hướng rồi đó thì họ chỉ là một. Giống như có một lần đó Đức Thế Tôn đến thăm ba vị la hán ở trong một cái khu vườn. À, ngài hỏi với các ngươi anh em huynh đệ ngươi ở đây có nhập hạ có an lạc không, thì các vị thưa rằng bạch Thế Tôn chúng con rất là an lạc. Khi mà ở gần nhau Đức Phật ngài hỏi với bằng cái bí quyết gì mà các ngươi có thể ba người khác cha khác mẹ mà có thể sống an lạc với nhau suốt chừng ấy thời gian tu hành khắc khổ khó khăn, thì các vị nói bạch Thế Tôn chúng con tuy là ba người nhưng chỉ sống bằng có một tâm thôi, các con chúng con an lạc là vì chúng con luôn luôn sống bằng tâm của người khác. Cái câu nghe rất là kỳ kỳ lắm nha, nhưng mà có chút dụng tâm á, thì chúng ta hiểu cái này. Chúng tôi nhắc lại, chúng con an lạc vì chúng con luôn sống bằng tâm người khác. Là vì sao? Là làm cái gì cũng nghĩ đến người ta hết á. Cái mỗi lần thí dụ như là thấy nước cạn là tự động xách nước cho nó đầy, thấy cái nắp lu mà đậy chưa cái kính cố ý đậy lại bởi vì không muốn bụi nó vô người ta sao người ta xài người ta khó chịu, thấy một chút rác một chút lá một chút giấy mình thèm là cũng ráng mà lượm để cho nó đẹp mắt cho dễ nhìn, đem hôm di chuyển xe dịch nó cũng không muốn gây tiếng động sợ anh em giật mình, ho hay là nhảy mũi cũng ráng bụm miệng chạy ra ngoài hè làm cái cắt cùm là nó chạy vô, ví dụ như vậy từng ly từng tí bỏ tâm mình mà chạy ra tâm người. Ở đây không phải là phóng dật, ở đây không phải là thất niệm, ở đây không phải là hướng ngoại, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ là lợi ích của người khác hết, tức gọi là Samajitta, là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu đó, đúng là tri âm tri kỷ là chỗ đó đó nha. Chính vì cái nhóm này nè, cái đặc điểm này cho nên là các ngài kế tập đã lấy cái tên của nhóm này mới đặt tên cho cái kinh là Samajitta, cái tên của nhóm đó thôi, cái nhóm đồng thanh tương ứng đó đó, nhớ nha. Rồi bây giờ mình quay lại ngài Xá Lợi Phất, ngài giảng cái gì mà tôi nói sâu sâu như trời như biển bao la như hư không. Tôi nhớ cái bài về bài kệ dẫn của Thủ Lăng Nghiêm, thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, phước ca ra tâm vô động chuyển. Thì cái thúng nhã đa đó là hư khởi, cái thúng nhã đa đó, ở đây trong đông có ai biết cái đó không ta? Thúng nhã đa, thúng nhã đa là nó từ cái chữ sunyata có nghĩa là hư không. Thước nhã đa tánh khả tiêu vong, mà thước ca ra tâm vô động chuyển, thước ca ra đó, thước ca ra nó là từ cái chữ gì ta, nó từ cái chữ vajra, cái chữ vajra có nghĩa là kim cương, là kim cương có nghĩa là hư không á, là nó vốn là hư không, là nó có gì đâu để mình hư hoại vậy đó, mà ở đây là
hư không cũng có lúc không còn là hư không. Dạ, mà còn kim cương thấy vậy đó, nhưng mà vẫn không bằng cái tâm của cái người tu hành. Tâm của người tu hành so với đem so với cả hư không và so cả với kim cương nha. Vậy đây mình có nói cái bài kinh này của ngài Xá Lợi Phất là bao trùm cả gọi là thiên tu vạn đại, nhất thiết pháp giới hữu tình đều gói gọn trong cái bài giảng của ngài. Mà nếu mà các vị đọc chánh kinh mà không nghe giảng, không đọc chú giải thì quý vị hiểu được tôi chết liền. Mà tôi cũng vậy rồi, tôi đọc tôi không hiểu nổi nha. Bây giờ cái ngày ở đây ngày nói rồi, ngày ngày sau khi ngày suy xét cái căn cơ sở tánh khuynh hướng tâm lý của tất cả thiên chúng trung trung điệp điệp đang vân tập tụ hội trước mặt, đó là ngày xét tới xét lui xét xuôi xét ngược, cuối cùng ngày chọn ra cái đề tài mà ngày thấy rằng bao gồm ba tạng mà quán đạt cả tam giới, ba cõi mười phương, ba đời muôn kiếp là đều gom trong bài kinh này. Mà mình liếc mắt ra mình thấy ngài có nói cái gì đâu ta. Ở đoạn 1 ngài nói rằng có những người tu hành cho đã sanh về một cái cảnh giới nào đó rồi cuối cùng cũng trở về cõi người. Quý vị nghe có gì đâu hay phải không? Giỡn ẹt đó có đâu hay. Ghê là ghê chỗ đó. Cái ghê là nó ghê chỗ đó. Tu hành cho đã sanh đi cõi này cõi kia cũng cuối cùng cũng trở về cõi người. Đó là một hạng. Cái hạng thứ hai đó là cũng tu hành ngon lành, sanh về cái cõi nào đó rồi từ đó đi luôn không có trở lại nữa. Rồi cái hạng thứ ba cũng vậy, cũng tu hành ngon lành rồi cuối cùng cũng đi về một cảnh giới nào đó rồi không có trở lui, nghe như hai hạng là giống nhau. Thì ở trong chú giải nó giải thích thế này nè, các vị La Hán lục thông tâm minh và bốn trí vô ngại, các ngài đã giải thích cái này rất là hợp lý. Trong đó giải thích thế này, cái này bắt đầu các vị còn nghe không? Alo, bây giờ mình còn có nửa tiếng đồng hồ thôi. Cái chỗ này mình gọi là phúc thay cho kẻ nào được đọc cái bài kinh này, phúc thay cho kẻ nào đọc bài kinh này. Ở đây ngài giảng ba cái đoạn này, ngài giảng về nội truyền và ngoại truyền. Nội truyền và ngoại truyền. Truyền ở đây có nghĩa là cái sự trói buộc. Truyền đó là sự trói buộc. Trói buộc của cái gì? Sự trói buộc của phiền não, của vô minh nha. Mà tại sao có nội truyền và ngoại truyền? Để đây mới nói là nội truyền nội truyền nội truyền nội truyền nội truyền để cô cứ giảng chạy lên chạy xuống chạy tới chạy lui chạy lên chạy xuống chạy tới chạy lui. Achatta Achatta sang sang vô chà nát, ám chỉ cho cái gì ta? Ám chỉ cho dục ái. Còn cái Bahittha sanh vô chà ná là ngoại truyền á, tức là cái dây trói bên ngoài đó, thì ám chỉ cho tha mái trong cảnh thiền sắc và vô sắc giới. Vì sao vậy? Vì sao cái dục ái được gọi là nội truyền? Là vì nhiều lý do sau đây. Tôi nói thiệt là chậm và tôi kính mong thiết tha những ai có ý muốn chép lại là mới chép cho kỹ, chứ còn chép cả trật cả vô rồi ghi tên tôi với tôi chết nha. Tại sao cái này cái dục ái tức là cái niềm đam mê trong năm năm dục mà được gọi là nội truyền? Thì trước khi mà trả lời câu này tôi phải làm một cái dòng nó hơi rộng rộng một chút. Tức là do không có biết được mọi hiện hữu là khổ cho nên người ta mới trốn khổ tìm vui bằng cách là khát nước uống nước muối nha. Đó. Do không biết cái tập đế, do không biết khổ đế nên mới có cái tập đế. Do không biết mọi thứ ở đời là khổ nên người ta đã chữa
khác bằng cách là uống nước muối. Có nghĩa là muốn trốn khổ họ lại đi kiếm một cái khổ khác, họ đam mê một cái khổ khác, thất tình buồn quá đi đánh bài, đi uống rượu, các vị hiểu chưa? Ừ. Đói quá mới đi sát sanh mới có tiền để mà về nuôi cái bao tử đó. Đói khát nóng lạnh bệnh hoạn là từ cái chuyện mà đáp ứng những cái thích này đối phó những cái ghét kia, cho nên người ta lại tiếp tục đầu tư thiện ác, nhớ nha. Ừ. Cho nên là chuyện đầu tiên chúng sanh trong đời sanh tử là bởi vì không hiểu mọi thứ là khổ, cho nên nó mới thích cái này thích cái kia mà không hề biết rằng những cái thích đó đó nó lại cũng là thích trong khổ. Ừ. Từ đó cái thích nó trở thành ra là cái nguồn khổ. Thì cái thích đó, gọi là nguồn khổ đó, nó gồm có ba. Một là thích trong cảnh dục, thích trong năm dục thì sanh tử trong cõi dục. À, còn vui hay khổ thì tùy vào việc bên cạnh cái thích ấy ta có làm được công đức gì hay không. Biết trong rừng hiểu đó không ta? Alo, trong rừng hiểu này không? Không biết còn nghe không, nó khổ thiệt chứ. Ừ. Thích trong năm dục á, thì sanh tử trong cõi dục, nhưng mà còn ở trong cõi dục mà anh có anh được vui hay anh bị khổ đó là chuyện của anh, có làm phước hay không. Thí dụ như bây giờ tôi cũng đam mê trong năm dục mà tôi có làm phước, cho nên tôi sanh ra tôi là đẹp gái nè, nhà giàu, lấy chồng được chồng thương, đẻ con ngoan, bằng cấp học vị. Còn mà bây giờ tôi cũng thích hưởng dục mà tôi lại không có làm phước, tôi sanh ra làm heo, làm dê, làm chó, làm gà, làm dồi, làm bọ, làm ruồi, làm kiến, làm mối. Biết có nghe kịp không? Đó. À, cho nên là thích trong dục thì chết rồi quẩn quanh trong cõi dục, còn cái chuyện mà trong lúc quẩn quanh ấy anh sướng anh khổ là còn coi anh có ngoài cái thích đó ra anh có làm phước hay không. Bởi vì thích trong dục nó mới là cái passport, nó là cái visa thôi, cái giấy nhập cảnh xuất cảnh thôi. Còn cái chuyện mà mình có mặt ở trong cái xứ sở đó mà mình gọi là sống kiểu gì đó, nó còn tùy vào cái túi tiền, tùy vào cái tài khoản, cái ngân khoản trong nhà băng. Nhưng mà còn cái chuyện mà anh thích cái gì đó, cái thích đó đó, nó là cái visa entry, nó là cái giấy nhập cảnh nha, nó là cái passport để đi chỗ này chỗ kia nha. Còn gì mình vô là anh lọt vô cái xứ đó rồi anh sống kiểu gì đó là cái khác nữa. Ừ. Cho nên nó là dục nó có ba cái nội truyền, cái này là ám chỉ cho vô minh. Và vô minh trong cái gì? Vô minh và tham ái trong dục sắc và vô sắc. Thì tại ở trong cõi dục thì gọi là nội truyền. Phiền não trong cõi dục thì gọi là nội truyền vì hai lý do sau đây. Một, chúng sanh cõi dục luôn bị lệ thuộc vào cái gì ta, tình trạng trú xứ. Wow, cái này khó hiểu nha. Mỗi đại kiếp có bốn giai đoạn thành trụ hoại không, chúng sanh cõi dục chỉ có mặt được ở cõi dục trong cái giai đoạn kiếp trụ mà thôi. Họ chỉ có mặt trong cái là 1/4 á, tức 1/4 đại kiếp. Cõi dục giống như là cái chiếc lồng nhốt chúng sanh trong đó, nên cõi dục hoặc
phiền não ở cõi dục được gọi là nội phần. Cái lý do thứ hai đó là phiền não cõi dục trực tiếp liên hệ đến các căn nội thân, hoặc là đến nội căn đi, đến các cái nội căn của chúng sanh ở đây. Biết có hiểu không ta? Alo, phiền não có dục trực tiếp liên hệ các nội căn. Thí dụ nha, thí dụ như bây giờ là ở cõi dục mình nè, nếu mà cứ dạ không, không biết có hiểu không, khổ quá khổ đi. Ở trên cõi phạm thiên á, thí dụ như trước khi bây giờ tôi muốn về phạm thiên á, là tôi phải chán cõi dục, giờ tôi tập trung vô trong cái đề mục đắc 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 nước 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 lửa 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 gió 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 hư không ánh sáng xanh vàng nổi trắng, tôi niệm đề mục đó rồi tôi đắc thiền, coi như là cái cảnh thiền đó nó không có chạm gì tới cái thân thể của tôi hết mà tôi vẫn thấy phê nha, không chạm vào cái cơ thể của tôi mà tôi vẫn thấy phê. Còn cái cõi dục á nó lại khác, bao nhiêu cái tâm tư tình cảm buồn vui gì của nó đều dính liền với cái các nội căn là gì, mắt tai mũi lưỡi thân của tôi nha, mà ngay cả cái ý của tôi nó cũng quẩn quanh trong năm cái kia, đến cả cái ý á nó cũng quẩn quanh. Bây giờ tôi phiền não là do bây giờ tôi thích là tôi ghét cái gì, là do tôi thích cái này tôi ghét cái kia, là do cái gì ta, do tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi chạm. Các vị nghĩ có phải từ sáng tới chiều có phải như vậy không? Chúng ta thích, chúng ta ghét cái gì đi nữa, buồn vui khổ lạc nên nó cứ quẩn quanh năm cái căn này thôi. Nó quẩn quanh năm căn, nó quẩn căn cái làm, cho nên nó cái gì nó thuộc về cõi dục thì nó được gọi là nội nội phần hay là nội triền này trong đó. Còn riêng ở trên cái thiệt cái vị mà thích thích thiền sắc, thiền vô sắc, họ được gọi là ngoại phần. Là bởi vì sao? Là vì cái đời sống của họ nó không có bị lệ thuộc vào năm nội căn. Và khi mà trái đất bị hoại do nước, do lửa, do gió thì ở cõi dục bị cháy te tua tan tác và tơi tả tăng tành nha. Nhưng mà riêng về các cõi phạm thiên thì sao? Khi mà vũ trụ bị hoại bằng lửa thì lửa chỉ cháy đến cõi sơ thiền. Khi mà vũ trụ bị hoại bằng nước á, thì nước chỉ dâng đến cõi nhị thiền. Khi mà vũ trụ bị hoại bằng gió thì gió chỉ thổi đến tầng tam thiền, tầng tam thiền sắc giới thôi nha. Các cõi cao hơn thì không bị ảnh hưởng gì, chỉ vô phải bảy chỉ đi, mà vô thường theo cái cách khác, tức theo cái dân số ở mỗi cõi. Biết trong đây có nói hiểu không ta? Nó khổ ở cái chỗ là mình giảng mình không thấy ai hết trơn á, cho nên mình chẳng biết họ nghe họ có hiểu hay không nha. Tức là ở cõi dục á, là nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Tức là trong kinh nó ghi rằng á, là cứ mỗi một lần mà thế giới nó bị tiêu hoại là một group là 1.000 tỷ, cứ 1.000 tỷ vũ trụ là nó bị tiêu hủy. Mà cứ 7 lần bị hoại bằng lửa thì sẽ có 1 lần bị hoại bằng nước, 7 lần hoại bằng nước, 7, 7, 4, 9 thì mới có 1 lần bị hoại bằng gió. Mà hoại bằng lửa là lửa tự nhiên, là 1.000 tỷ vũ trụ tự nhiên nó sẽ bốc cháy khi mà mặt trời thứ bảy xuất hiện, nó bốc cháy và nó lượng lửa nó dâng nó cháy lên đến cõi phạm thiên sơ thiền sắc giới nha. Rồi nếu mà đến lúc nào mà nó hoại bằng nước thì nước dâng lên đến cõi nhị thiền, nó cuốn phăng cái cõi nhị thiền. Khi nào mà vũ trụ bị tiêu hoại bằng gió đó thì nó sẽ
gió nó sẽ cuốn sấy lật tung lên đến cõi tam thiền và các tam thiền sắc giới đó. Còn từ cõi tứ thiền sắc giới trở lên thì không phải là nó trường tồn vĩnh cửu đâu nha, nó cũng vô thường, vô thường theo cách khác. Vô thường cách nào? Thí dụ như là cái cõi đó nó chỉ có khi nào có người tái sanh vào, còn khi nào không có người tái sanh thì cõi đó nó không còn nữa, thì nó cũng là kiểu vô thường của nó. Ừ. Hoặc là như mình thấy cái cõi ngũ tịnh cư đó, thì các vị biết có nhiều khi đó một đà một a tăng kỳ đại kiếp không có Phật ra đời, thì cái số mà thánh nhân tu được, thánh nhân mà a la hàm mà tái sanh vào trong đó, đó là chỉ có mòn đi chứ không có thêm, và bởi vì lâu quá mà không có vị nào sanh vô hết, bởi vì a la hàm chỉ xuất hiện khi có chánh đẳng giác ra đời thôi nha. Mà bây giờ lâu quá rồi không có Phật chánh đẳng giác ra đời thì sao ta? Thì cái số trong đó cứ là đắc quả la hán đi, đắc quả la hán là đi đi riết được sạch sẽ không còn, thì tự nhiên không còn vị nào hết thì năm cõi ngũ tịnh cư lập tức empty, và empty nó cũng có trở thành là nothing, từ cái empty nó đã thành nothing, nó không còn nữa, nó là zero luôn nha. Cho nên là mình thấy gọi là các cõi sắc và vô sắc đại khái là đã nằm ngoài cái cơn lốc xoáy của cái thời kiếp hoại. À, và đồng thời cái phiền não của phạm thiên sắc và vô sắc đó cũng là những cái phiền não không có dính líu, không có mắc mớ tới các nội căn trong cái cơ thể như là cõi dục. Đây là lý do vì đâu mà ngài Xá Lợi Phất ngài mới dạy rằng là có những chúng sanh bị trói buộc bởi nội triền và ngoại triền đó quý vị nha. Mà tại sao tôi nói thời pháp này là bao gồm gọi là tam thiên đại thiên vũ trụ ba đời mười phương không sót một móng nào, là vì rõ ràng ngài đang nhắc đến vô lượng vũ trụ. Ai đến nghe cũng thấy ôi chết cha, có mình rống hết trời. Ai đi nữa dầu cái ông mà ở trên cái cõi cái ngũ tịnh cư xuống đây thì ngồi nghe như vậy, rồi 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 ngày nay nói tới mình kìa, ngày nay nói tới mình. Rồi cái ông mà ở cõi mà tứ thiên vương ở trong tuyết sơn hang cùng ngõ hẻm ngồi nghe, rồi 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 ngày đang nói tới mình, ngày đang nói tới mình, có nghĩa là ngày không bỏ sót một đại ca nào hết, ca võ lâm quần hùng đều được kể hết trong đây. Rồi bây giờ cái đoạn này đoạn quan trọng, cái đoạn này quan trọng trong chú giải mới nói thêm thế này: vũ vô lượng vũ trụ giống như một chuồng bò. Rồi đâm rơm lên hỏi tôi chuồng bò tiếng Bali kêu cái gì? Dạ đây, vách chắc cá sa la gọi là chuồng bò nha, chuồng bò giống như một chuồng bò có con dây buộc bên trong mà nằm ngoài chuồng, có con dây có con dây cột á ngoài chuồng mà lại nằm trong chuồng, rồi có con á thì dây ở đâu nằm ở đó. Tôi biết trong rừng có hiểu không ta, tức là nguyên cái chuồng bò không biết anh, cái khổ là trong rừng là tôi chẳng biết là có gì thuộc về là thần thánh vương nào. Các vị có biết cái chuồng bò không, tức là có con cái cục cái dây cột cho vui, có con nó thích vô trong chuồng nó nằm, có con nó nằm bên ngoài đó, cho nên ở đây có con thì dây buộc dây cột nó đó thì nằm bên ngoài, nó nằm ở trong. Rồi có con cái dây nó cột bên trong nhưng nó quẩy quẩy nó ra ngoài nó nằm, rồi có con đó, thì dây ở đâu thì nó nằm ở đó. Rồi xong bây giờ biết rồi, biết cái chuồng bò là gì đó, biết cái chuồng bò là gì rồi, bắt đầu đây 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 bắt đầu từ 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 cho cứ nghe cái chỗ này cho nó đây. Các vị nghe nha, tam thiên nè tập ta bách chắc ca xà là với ta vô có ba về tập ba tam thiên là vô lượng vũ trụ cứ giống như một chuồng bò vậy thôi. Bách chắc ca xà là dằng kha nú ca với bích cha kha nú cô. Cái vô minh nó giống như là cái cọc mà cột bò như vậy đó. Cái cọc á, biết trong minh trong này biết cái cọc không ta, cọc cái cọc á, cái stick ấy. Ai mà đi đi cắm trại đó có biết cái stack không? Stack là cái cây mà người ta móc cái dây liệu á.
cái là cái cọc. Còn mà cái sợi dây mà cột bò thì nó giống như là đi ám chỉ cho 10 cái phiền não: thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân vô minh, ngã mạn, phóng dật. Còn cái con bò đó thì mấy con bò thì giống như là chúng sanh trong ba cõi mười phương nha. Rồi bây giờ các vị nghe nè, các vị ghi giùm tôi nha, tôi không có ghi, tôi mệt quá mệt rồi, tôi quá sức mệt rồi, tôi đọc nha, tôi đọc, các vị ghi giùm nha. Dây bên trong mà nằm bên ngoài á, dây cột bên trong mà nằm bên ngoài á, thì giống như là thì giống như là gì ta? Giống như là phàm phu và hai tầng thấm thấp. Chết rồi, không ai ghi hết. Dây cột bên trong à, dây cột bên trong à, mà nằm bên ngoài này giống như phàm phu và hai tầng thấm thấp ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Thêm nữa, giống như phàm phu và hai tầng thấm thấp ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Đến hồi tôi mới giải thích vậy này. Rồi cái thứ hai đó là bị cột bên ngoài mà lại nằm bên trong, bị cột bên ngoài mà lại nằm cột ngoài dây cột ngoài chuồng á, nhưng mà lại nằm trong chuồng á, thì giống như là thì ám chỉ cho vị Anaham ở cõi dục. Cột bên ngoài mà nằm bên trong á thì ám chỉ cho Anaham mà ở cõi dục giới nha. Anaham mà cõi dục giới, xin chưa? Rồi bị dây cột bên trong mà con bò cũng nằm bên trong, dây cột bên trong mà cũng nằm bên, dây cột trong chuồng và cũng nằm trong chuồng á, thì ám chỉ cho phàm phu và hai tầng thấm thấp ở cõi dục. Hai tầng thánh do giống cho phàm phu và hai tầng thánh thấp ở cõi dục nha. Phàm phu và hai tầng thánh thấp ở cõi dục này, dây cột bên ngoài mà cũng nằm bên ngoài thì giống như là Anaham, giống như vị Anaham mà ở các cõi phạm thiên sắc vô sắc, giống như các giống như vị Bất Lai ở cõi sắc vô sắc. Bất Lai là Anaham á, sắc vô sắc, chính chưa? Đúng chưa? Rồi không bị cột, tiếp theo là không bị cột gì hết. Không bị cột gì hết nhưng lại quẩn quanh trong chuồng. Không bị cột gì hết mà lại quẩn quanh trong chuồng thì giống như vị La Hán ở cõi dục. Chính chưa? Rồi không bị cột gì hết nhưng lại tung tăng bên ngoài chuồng thì giống như vị La Hán mà ở cõi ở ở các cõi phạm thiên sắc vô sắc. Xong chưa ta? Không bị cột gì hết á mà lại tung tăng thoải mái bên ngoài á, thì còn đây có trường hợp không bị cột nhưng mà ở trong chuồng, không bị cột nhưng mà ở trong chuồng nhá, có trường hợp đó, không bị cột mà vẫn ở trong chuồng. Rồi trường hợp nữa đó là không bị cột nhưng mà lại tung tăng bên ngoài thì ám chỉ cho vị La Hán mà ở cái cõi vô, ở cõi sắc và vô sắc đó. Thật ra cái này tôi cũng chẳng thèm giải thích gì cho nó mệt, bởi vì đã giải thích ở trên rồi, nội truyền và ngoại truyền. Đấy, bây giờ ôm lại là nhớ ha.
Nội tiền là phiền não ở cõi dục, mà ngoại tiền á là phiền não ở cõi phạm thiên đó. Bây giờ cứ lấy hai cái câu này mà hiểu nha, cứ lấy mà hiểu. Bây giờ giải thích từ từ nha, giải thích từ từ. Giải thích từ từ. Giải thích từ từ đi. Đầu tiên nè, đầu tiên nè, là bị cột bên trong nhưng mà lại nằm ngoài chuồng là sao? Có nghĩa là phàm phu và hai tầng thánh thấp á vẫn còn dục ái và sân, đúng không ta? Phàm phu và hai cái tầng thánh thấp vẫn còn dục ái và sân. Mở hoặc đơn, vốn là phiền não đặc trưng ở cõi dục. Vốn là đặc trưng, cho nên khi lên đó thì hai thứ phiền não này tạm thời vắng mặt thôi. Đó, cho nên phàm phu và hai tấm tầng thánh học vẫn còn dục ái và sân. Mà trong khi á, vốn là mà hai cái ông thần này là vốn là phiền não đặc trưng của dục, cho nên khi lên đó thì hai thứ phiền não này tạm thời nó vắng mặt. Cho nên á, là cái trường hợp một á, là mấy vị này trong lòng vẫn còn bị cột, nhưng mà trước mắt á, là sao ta? Anh tô bách thô bị cột bên trong, nhưng bị dây cột nó nằm bên trong, nhưng phá hí xây ta quá chắc cô, nhưng mà nó là tung tăng ở bên ngoài, nhưng mà cái dây còn nằm bên trong, dây nằm bên trong chuồng á. Rồi cái trường hợp thứ hai là gì ta? Ba hí bách thô tức là bị cột ở bên ngoài, nhưng mà cái dây cột bên ngoài, nhưng mà con bò lại nằm bên trong chuồng á, thì trường hợp này ám chỉ cho vị a na hàm ở cõi dục là sao? Vị a na hàm không còn dục ái và sân, nhưng vì đang ở cõi dục nên đành chịu. A na hàm không còn dục ái và sân nhưng mà đang có dục, ví dụ như bây giờ vị A-na-hàm mà họ nghe đạo và họ hành thiền đi, họ đắc một cái rẹt lên nó tam quả luôn cũng có, hoặc họ đắc sơ nhị tam quả rồi họ ngừng lại, nhưng bây giờ tuổi thọ họ chưa mất, bây giờ xa thì họ phải ở đây giống như là cắn lưỡi à. Vậy nghĩ sao? Bắt buộc họ phải tiếp tục có mặt ở đây nha. Cho nên là cái dây cột ngoài có nghĩa là sao? A-na-hàm chỉ còn thích trong thiền sắc và vô sắc, nhưng mà trước mắt á vẫn phải ở cõi dục chờ chết. Không biết có hiểu câu này không ta? Nó khổ chỗ là đây có nhiều vị không học A Di Đàm, như cái này không có hiểu. Nhớ chỗ này. Bây giờ đó, rồi tiếp theo là bị trói trong dây ở trong chuồng mà cũng nằm trong chuồng thì ám chỉ cho dây mà trong chuồng đó, rồi cũng nằm trong chuồng luôn đó, thì ám chỉ phàm phu và hai cái tầng thánh thấp ở cõi dục. Các vị nghe kịp không? Tức là họ vẫn còn dục ái và sân, còn và trước mắt họ cũng đang ở cõi dục luôn nha. Rồi có trường hợp thứ ba, ở trường hợp tiếp theo chứ, là dây nằm ngoài chuồng và bò cũng ở ngoài chuồng thì ám chỉ cho ai ta? A Na Hàm ở các cõi phạm thiên
Các cõi phạm thiên, sắc và vô sắc nha, sắc và vô sắc. Có nghĩa là cái vị đó chỉ còn thích ở cõi phạm thiên, cái tha mái ở trong phạm thiên, và thiệt ra lúc đó cũng đang ở được cõi phạm thiên, cho nên là dây ngoài chuồng, mà coi như là cái thân cũng đang ở ngoài chuồng luôn. Rồi sao ta? Rồi cái tiếp theo là không bị, không có dây cột trong chuồng nhưng lại ở trong chuồng, là ám chỉ. Ám chỉ ai? Là hồi nãy có ghi rồi, chỉ cho La Hán, ám chỉ La Hán ở cõi cõi dục. Rồi không có dây cột ngoài chuồng và lại tha hồ tung tăng ngoài chuồng, ám chỉ La Hán ở các cõi phạm thiên. Bây giờ các vị đã hiểu cái nội dung sâu thẳm của bài kinh nội truyền ngoại truyền này chưa? Tức là bài kinh mà Samajitta này nè, bài kinh đồng thanh tương ứng này nè, nó sâu ở cái chỗ là ngài nói không có nhiều, mà ngài chỉ kể thôi, ngài chỉ kể ra là những người hữu duyên họ nghe họ lạnh nhưng sống này. Hay quá, cái người vô hình vô bóng này là ai vậy ta? Hay nè, hay. Cảm ơn các vị nhiều, hẹn gặp lại ngày mai. Ngày mai tôi xiên, mà nếu mà ngày mai tôi nhớ tôi quay lại cái này nó hay dữ lắm. Mọi người tôi mệt lắm rồi tôi ho tự nhiên. Nhắc cái đồng hồ, có người nhắc ly nước. Cảm ơn rất là nhiều, xin hẹn ngày mai nha, ngày mai. À quên, có một chuyện phải nói rõ. Là Chủ nhật này tôi sẽ từ đây tôi về Mỹ. Tôi về vẫn là ngày 11. Tính theo châu Âu có về ngày 11, xong rồi thế tôi nghỉ một ngày tới ngày 13 tôi lại bay đi lên DC. Tới ngày 20 tôi trở về Houston. Thì từ cái ngày 13 đó thì mình sẽ học, ngày 14 mình sẽ học trở lại nha, 14 mình học trở lại, ngày 14 mình học trở lại cho đến ngày 20. Rồi có gì tôi sẽ thông báo sau được khi tôi về Houston đó, để tôi coi và nếu mà tôi có thời gian tôi thu xếp. Và lần này thì sẽ không rời bà con nữa, chỉ cho xong cái tăng chi, cho nên thể tranh thủ được là tôi tranh thủ. Và cũng cảm ơn một vài thân hữu ở trong nước đã hỗ trợ điều kiện cho chúng tôi có được cái phương tiện để mà có thể thuyết pháp thoải mái, không có bị lệ thuộc cái điều kiện như trước đây. Cảm ơn các vị rất là nhiều, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, hẹn lại ngày mai.